Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn dự án Nancy. Dự án Nancy thì Riser được khoảng 90 million đô la và mức định giá là khoảng 750 million đô la, loanh quanh ở đâu gấp 4 lần cái dự án ARKM mà trước đây một số bạn đã ăn IROC của cái dự án đó. Thì nếu mà các bạn bỏ lỡ cái dự án ARKM thì chúng ta sẽ làm cái dự án Nascent. Dự án này thì chúng ta sẽ đăng ký bằng cách là chúng ta ấn vào link ở bên dưới video, phần mô tả là phần hiển thị thêm. Các bạn đăng ký bằng điền email cho mình nhé. Đây, các bạn điền email và ấn vào Join Whitelist. Mình vượt qua captcha đã nhé. Xong chưa nhỉ? Chúng ta sẽ thử check ở bên email xem nhé. Đấy, chúng ta ấn lại xem nào. Rồi, đấy, chúng ta join whitelist thì chúng ta thấy một cái link này. Cái link này là chúng ta sẽ copy giới thiệu với bạn bè của mình nhé. Đấy, tiếp theo là chúng ta xem là cái email của nó về chưa nhé. Chúng ta vào thư giác xem nào. Cũng chưa thấy có về đâu. Chúng ta chờ một ít xem. Đây, các bạn thấy cái email như thế này thì các bạn vào verify email nhé. Đấy. Verify xong thì các bạn sẽ ấn vào phần bên dưới này, add code một cái link nhé. Chúng ta sẽ search là Na Nascent. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ ấn vào cái nút sign up này nhé. Đăng ký xong thì mọi người đăng ký cái sign up trùng với cái email mà chúng ta vừa đăng ký lúc nãy nhé. Ở đây thì mọi người sẽ điền vào email. Chúng ta điền vào cái email này, trùng với cái email mà chúng ta đã đăng ký lúc nãy. Chúng ta ấn vào sign up. Đấy, thì chúng ta sẽ chờ cái email về để copy nhé. Đây, chúng ta ấn vào đây, chúng ta set password nhé. Submit. Lưu. Ở trên này thì chúng ta sẽ lưu email nhé. Ấn vào sign in. Lưu. Let go. Đấy. Cái này khoan đi. Skip. Telegram, chúng ta điền cái tên Telegram cũng được. Lên cao. Submit. Rồi, vào trong này thì mọi người ấn vào cái phần đây. Đây, để chúng ta connect đến ví của mình nhé. MetaMask. Mọi người log in vào ví MetaMask của mình nhé. Rồi. Ấn vào connect nhé. Sau đấy thì chúng ta xác minh sign in cái là nó sẽ connect đến ví của mình nhé. Đấy, như thế là xong rồi. Còn lúc nào mà nó yêu cầu chúng ta những cái việc gì khác nữa thì mình sẽ đăng lên kênh sau. Còn tạm thời là chúng ta làm đến đây thôi mọi người nhé.
Tạm thời là chúng ta làm đến đây thôi. Đấy. Ok, chào mọi người. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu mà bạn nào mà chưa có làm thì các bạn đăng ký whitelist này, xong thì các bạn ấn xin áp trùng với cái email mà chúng ta đăng ký whitelist này. Sau đây chúng ta connect ví Meta là xong nhé các bạn nhé. Link thì mình sẽ để bên dưới video phần mô tả là phần hiển thị thêm. Cảm ơn các bạn đã dưới theo dõi video của mình nhé. Các bạn nhớ theo dõi kênh Telegram của mình để mình update những dự án khác nha.